Ngọc, ngọc quá, ngọc muốn tắt thở luôn rồi. À, sẽ bán một cái nhà, một trệt một lửng, hẻm Ba Gác, đường số 38, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Ra chợ Hiệp Bình chỉ 250 m. Diện tích của ngôi nhà của mình nó là ngang 4,7 m, dài 12 m. Diện tích công nhận trong sổ nó là 55 m. Hiện trạng thì nó đang là một trệt một lửng, hai phòng ngủ, một phòng ngủ ở dưới và một phòng ngủ ở trên, mới được sơn sửa lại. Quý khách hàng và các nhà đầu tư chỉ có việc là dọn vào ở ngay, và hiện tại thì đang được cho thuê, thu nhập hơn 10 triệu mỗi tháng. Ở phía dưới thì được bố trí đó là phòng khách này, một cái phòng ngủ, và phía sau lưng như trong video này đó là một cái bếp toilet. Này, phòng ngủ là phía bên trong, nội thất thì bàn ghế nệm giường tủ cao cấp đã được lắp đặt đầy đủ. Quý khách là chỉ việc là dọn vào ở ngay thôi. Từ vị trí ngôi nhà của mình ra mặt tiền đường số 38 chỉ 100 m, ra đường hẻm ô tô cách một kênh chỉ 15 m, về lại chợ Hiệp Bình, đường Hiệp Bình, đại lộ Phạm Văn Đồng, khu đô thị Vạn Phúc, rồi là cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, bến xe miền Đông cũ, chỉ từ 3 đến 5 phút di chuyển thuận tiện đi đến tất cả những vị trí trọng điểm xung quanh. Ở trên lầu thì như trong video thì cũng có một cái phòng riêng, một cái ban công vui chơi và một cái hành lang phía bên ngoài để ngắm cảnh. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại Bất Động Sản Mặc Họ 0902669004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh Bất Động Sản Mặc Họ Riêu để đón nhận cho mình thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip sản phẩm tiếp theo ạ.